Rồi em xin chào tất cả anh em nghe anh em. Em chân thành biết ơn những anh em đã ủng hộ em nghe anh em. Đầu nòng, nồi, số, dên, lóc là em bán sạch sẽ hết rồi nghe anh em nha. Thì em còn làm 3 clip nữa. Một clip là bán cái mấy cái phụ tùng Rim 125 này. Một cái clip nữa thì em bán ba cái bộ tai dây heo của Phu Một theo xe. Và một clip nữa bữa nay em có về hàng hot nè anh em. Bóng đèn rim, bóng đèn của Mic Camacon đó, trùng hãng với này nè. Bóng đèn Mic Camacon nghe anh em, gắn quay rim. Và cái bộ này là cái bộ bố bố thắng. Thì nói chung hàng này em về được hàng này em hồi cái bộ bố thắng này sáng em về được hai hộp như thế này nè. Thì cái hộp này á, là không phải cái hộp của bóng đèn đâu anh em. Cái hộp của bóng đèn là em mua được hai, em mua 25 bóng, 25 bóng thì nó nằm trong hai cái hộp gì nè, thì nó 12 bóng một hộp, có niêm phong hết trơn nghe anh em. Với một cái lẻ này là 25 bóng, còn cái hộp này là cái hộp bố thắng nè. Hồi sáng khách lại, khách chốt rồi giao cho anh em hết 10 bộ rồi, còn chỉ còn có 10 bộ thôi. Rồi sắp tới em sẽ đặt thêm đó. Rồi cho nó vô đây đi, lát lên sóng với anh em sao. Bây giờ tập trung bán cái phụ tùng rim 125 nha anh em. Thì bữa nay em có về được 5 cục, 5 cục mô bin sườn rim 125, hàng rã xe đời cao tuyển đẹp nha anh em. Cái mã mô bin sườn này là tách MB26 đây anh em, tách đây anh em, MB26 ha. Nói chung mấy cục này hàng rã xe đời cao tuyển đẹp không à, nên em cứ việc yên tâm. Mô bin sườn này anh em gắn quay alpha được, quay ZX được, quay 110 thái được, phu chờ một gắn được, rim gắn cũng được luôn nha anh em, rất dễ xài. Phu neo, phu 2 gắn được luôn. Ở trên chụp buri của nó là cái đóng NGK, và mặt dưới này nó có đóng mắt in Thái Lan nè anh em, thấy không anh em đó, anh em thấy không, cái đầu là mềm xèo luôn nha anh em, không găng không nứt nha. Bao xài một cục này 350.000 nha anh em, số lượng có hạn 5 cục. Hàng này anh em cũng biết em bán tốc độ như thế nào rồi đó, 15 cục là trong một đêm là không còn một cục đó, đó. Thì trong cái lô này á, có một hai cục á, thì nó bị dính đất đỏ như thế này nè đó. Em chưa có kịp vệ sinh vệ xiết gì về anh em á, chà rửa tiếp em nha, tại bữa nay đồ về quá nhiều, em bận đến nỗi mà em không có thời gian ăn cơm luôn á, nào gói hàng giao anh em nữa. Nói chung mấy cục này hàng đẹp không à anh em ơi, luôn chụp origin theo xe là 350.000 cục. Thì ngày mai mình giao cho ông anh nó mình hết hai cục rồi, với lại một cục IC đó. Thì IC là em bán cũng sạch rồi nghe anh em nha, IC thì về được có hai cục rồi, IC rim 125, hàng rã xe đời cao nha anh em. Nói chung mấy cục IC này chỉ thiếu cái hộp thôi anh em ơi, nó mới đến đủ đó, nhưng mà là hàng rã xe nha anh em nha. IC này IC 4 chân là thuộc cái dòng IC lửa bình. Anh em muốn gắn cho quay rim á, thì nữa anh em liên hệ với em á, thì em sẽ chỉ cho anh em cái cách gắn. Tại em nói em diễn tả trên đây diễn tả được rồi đó, nhưng mà về anh em làm có đúng hay không mới là một chuyện. Cdgen anh em nhìn nó mới nè, thấy không, T1.N về được có hai cục mà, mai giao hết hai cục luôn rồi anh em ơi, không đủ bán đồ này đúng thiệt, kiếm không ra luôn. Anh em ta rất chuộng anh em, anh em gắn phu chờ neo, phu chờ hai đó, phu chờ neo, phu chờ hai. Anh em gắn quay rim thì anh em chế sang lửa bình, anh em đi lửa bình thì anh em đề rất là nhạy, đi IC lửa bình thì đề rất là nhạy nha anh em đó, chạy cũng ngọt nữa. IC rim 125 hàng gã xe đời cao đây em bán là 600.000 cục giá cũ. Em nói thẳng cho anh em luôn, giá vô em mua 550 đó, chưa tính phí vận chuyển. Em lời cục kiếm 50.000, phí vận chuyển với công gói này nữa em cho tính ra 10.000 đêm kiếm cục 40.000 cà phê cà pháo đó. Mobin rim 125 giá cũ nha anh em, một cục á, là giá là 350.000 đó. Anh em nào mến thì hú em luôn chụp origin theo xe nha. Thì hiện tại số lượng em còn là chỉ có hai cục thôi, anh em nào chốt mà em giao. Tiếp tục cần thắng cần số giò đạp rim 125 hàng rã xe đời cao đâu rồi đây nè. Cái cần thắng là trước giờ anh em thấy thì em bán cái hàng xé bịch này nè, hàng xé bịch Martin Thái Lan nha anh em. Quá trời khách gọi anh em ơi, gán đi chưa chút em gọi lên khách đây.
hàng xứ Bịch phát in Thái Lan nha anh em. Đó, từng số khui luôn nè, khui cho anh em luôn, gắn đợi em xíu em khui cái anh em, một tay nó hơi khó. Gắn đợi em xíu nha anh em khui ra luôn, khui ra quay clip chơi với anh em. Đó, hàng thì nói chung hàng xé Bịch thì nó phải đẹp rồi anh em ơi. Đó, nói chung cái cần số này anh em dễ xài lắm nha, anh em gắn full neo full 2, nói chung bộ 3 này anh em gắn full neo với full 2 là hết lặn luôn nha anh em. Bộ 3 cần thắng cần số giò đạp rim 125 nè, riêng cái cây giò đạp cần số này đó giờ em bán hàng mới, nhưng mà hôm nay em có một cây hàng theo xe nè anh em. Cây này hàng theo xe nhưng mà hàng theo xe whip nha, chứ không phải tàu lao nha, luôn con ốc số 10 luôn nè, thấy không, ốc vàng khè luôn. Nói chung á, cái dòng xe rim 125 này em cũng có nói với anh em rồi, đồ theo xe với đồ mới nó đẹp như nhau à, tại dòng xe này là dòng xe đời cao bây giờ chứ không phải dòng xe cũ. Nó nó thì cần số này một cây là em bán giá 290.000 một cây. Nó cần mới hay cần theo xe gì cũng vậy, 290.000 một cây nha anh em. Đó, anh em gắn cho quay nhỏ được luôn nha anh em, quay rim thì gắn được hết, full neo full 2 anh em gắn đẹp luôn, full mập full lép gắn được luôn. Đó, còn giò đập máy thì hàng rã xe đời cao không à. Mấy cây này em nói với anh em nó bét ken đó, lấy về bán. Con ốc số 10 mà nó tầm này anh em cũng biết rồi nè, ốc số 10 dạng khè dạng khừ tầm này đó. Cái thung mới chát luôn, đầu chưa miếng mòn nữa. Nói chung á, cần số này anh em chỉ cần coi nè, kiếm một miếng cọ quẹt cũng không có nữa nghe anh em. Cái phe còn chấm sơn luôn nè, thấy không. Thì cần giò đập máy ghi 125 hàng gã xe đời cao á, em bán một cây là giá 370.000, 370.000 đó. Thì em về được hai bộ đó anh em ơi, cần thắng cần số giò đập máy thì em về được hai bộ đó. Cần số nãy em báo giá rồi nha anh em, cần số theo xe hàng mới gì cũng được, một cây là giá là 290. Nó giò đập máy ghi 125 hàng gã xe đời cao whip đẹp cọp, mấy cây này đúng cọp luôn nha anh em. Một nói chung là không một lỗi đó, hàng gã xe đời cao 2021 không mà, là một cây là 370. Còn cần thắng này là hàng xé Bịch đây nè, có một cây nằm trong Bịch sẵn nè, minh họa cho anh em coi mã nè, KBW-900 đúng hàng Thái nha anh em, bắt anh Thái Lan nha. Đó, gai thì em nói với anh em gai như gai quay Thái cho 10 đời 99, gai nó đẹp tuyệt vời luôn, mặt trời nhú đẹp cực kỳ luôn. Đó, anh em gắn phu chờ neo ha, phu chờ hai một cái nha, vô cái bộ ba này em nói thiệt chứ xấu mình luôn. Trên cần thắng có chữ W nha anh em. Đó, quá đẹp. Cần thắng này 390 nha anh em, cần thắng 390.000 cây. Thì đây em còn hai combo đó, anh em nào chốt phú em, phẩm gà anh em mua rất là nhiều. IC thì em bán hết rồi nha anh em. Mua pin thì hiện tại còn được hai cục, anh em nào chốt thì nhanh tay nha, chậm tay thì cũng hết luôn đó. Cần số cần thắng vô đập máy thì còn, anh em nào chốt phú em chào anh em. Cần số nè là em có hai cây, một cây hàng theo xe web với một cây hàng mới, giá đồng giá là 290.000 một cây đó. Cần số ghim 125 290.000 một cây, gắn được cho quay ghim luôn, quay alpha luôn, quay cho 10 thái luôn. Phu chờ neo, phu chờ 2, phu chờ mập, phu chờ led, phu chờ ít thì gắn được hết. Giò đập máy thì gắn được cho full channel, full chờ 2. Đó, nói chung tất cả các dòng máy 125 của Honda Việt Nam mình, Honda Thái Lan gắn được luôn. Giò đập máy này là giò đập máy game 125 đời cao 2020 2021 không à, hàng cọp. Đó, thì một cây là 370.000 cây, luôn ốc số 10 cọp. Đó, còn cần thắng này là hàng xé Bịch mất tỉnh Thái Lan, chuẩn của game 125. Gai nè anh em nhìn nè, nó nhọn quắc luôn. Cây 390 nha anh em. Rồi, anh em chốt là hú em chào anh em.
Tiếp tục video lên sóng với anh em ba bộ tai dê heo.